Xin chào mọi người ạ, rất vui được gặp lại mọi người. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã quan sát cái quá trình làm môi của chị Khách đây ạ. Và bây giờ thì cái quá trình đã hoàn thiện rồi. Chúng ta hãy cùng quan sát cái sản phẩm cuối cùng sau khi được thực hiện bởi Master Hoàng Quyên nhé. Em chào chị ạ. Vâng, sau khi làm môi xong ấy thì chị cảm thấy thế nào ạ? Chị cảm thấy rất là thích và chị cảm thấy không bị đau. Vâng ạ. Trong quá trình là mình không đau chút nào đúng không chị? Rồi. Và vâng, không có cảm giác khó chịu. Vâng, vậy chị có cái nhận xét gì sau khi làm môi xong không ạ? Về tay nghề của chuyên gia cũng như là về cơ sở vật chất tại Nikkei ấy. Cơ sở vật chất thì chị thấy rất là tốt và cơ sở vật chất rất là hiện đại. Còn tay nghề của chị thì đi rất là nhẹ nhàng và không có cảm giác là đau. Vâng ạ. Vâng, chúng ta có thể quan sát cái sự khác biệt sau trước và sau khi làm môi của chị nhé. Như mọi người thấy đấy, thì cái tình trạng môi lúc trước của chị này như lúc nãy mình cũng đã phân tích qua rồi, đó là viền thì bị thâm rất là nhiều, ngoài ra thì trong lòng môi thì nhợt nhạt này, độ môi thì bị nhăn này, đó, và cái khuôn môi cũng không được rõ ràng. Tuy nhiên thì sau khi làm môi xong thì chúng ta đã thấy cái sản phẩm môi của chị rất là tuyệt vời này, khuôn môi rất là rõ, hình trái tim này. Ngoài ra thì ngày hôm nay chị đã lựa chọn màu môi gì cho mình ạ? Chị lựa chọn màu môi hồng cam. Màu hồng cam ạ, bởi vì nước da của chị cũng trắng này, trắng hồng, nên là cái màu hồng cam này nó sẽ làm nổi bật cái màu da của mình lên. Vậy sau ngày hôm nay thì chị có sẵn lòng giới thiệu bạn bè và người thân đến để trải nghiệm dịch vụ tại Nikkei không ạ? Có, chị làm mày xong là chị rất là ưng. Vâng. Chị giới thiệu bốn bạn đến làm. Vâng, nghĩa là chị đã làm cả mày và môi tại Nikkei ạ. Dạ. Chị thấy môi của mọi người thấy rất là đẹp nên chị làm thêm môi. Dạ, vâng, cảm ơn chị rất nhiều và rất mong chị sẽ giới thiệu thật nhiều bạn bè và người thân cùng đến để được xinh đẹp giống như chị ạ. Vâng, mọi người ơi, nếu như mà mọi người cũng muốn sở hữu những cái sản phẩm xinh đẹp như chị Khách này thì mọi người đừng quên là đặt lịch trước qua fanpage hoặc là gọi điện đến số hotline nhé mọi người nhé. Và đặc biệt thì những ai mà đăng ký đặt lịch dưới livestream này thì sẽ được giảm giá 10% tất cả các dịch vụ. Và như chị Khách đây là chị đã giới thiệu rất nhiều bạn bè đến rồi. Và nếu như lần sau mà chị có thể giới thêm bạn bè đến để trải nghiệm dịch vụ tại Nikkei nữa thì bạn của chị cũng được giảm thêm 5% và đồng thời bản thân chị cũng được tích thêm 5% cho những lần sử dụng dịch vụ tiếp theo chị nhé. Vâng, và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo ạ. Xin chào mọi người.